còn thiếu cái hàng này à? Mới hôm đi toàn cái chân hai con, nhưng mà hai con to, hôm nay hai con này à, mang được to đấy. Hổ mang à, đứa con hổ mang à, hổ mang ừ. Một con các chú đang bắt dẫn một con... đi học về khu mày đâu anh? Sao học về đi đường này? Thôi thì đừng tắt cho nó nhanh. Ai, tắt nhà mày đâu? Nhà có chị gái không? Thằng này nào dễ có rắn lắm đấy nhá. Hả? Mẹ bao tuổi? Nhận tướng đây này. Được rồi. Đây là hôm nay là cá xung quanh ra mà không màu mới thì nó dễ đấy, nó vào nằm dưới cái gốc cây. Dưới gốc cây. Nó dưới cái gốc cây này. Thằng kêu gì? Cái gì đấy? Cái gì đây? Rắn đâu? Rắn đó. Đâu? Ở đâu? Không, to. Đâu? Mày không dẫn vào đó đúng không? Ô, nhanh thế nhỉ? Đúng chỗ này em đang ngồi. Đi tìm xung quanh đây nè. Nó có giúp vào đó. Nó hay giúp mà. Rồi Z này nè. Z này dẫn nó hay giúp. Mày ở nhà mông đây. À, đây. Đây, đây. Đâu? Đây rồi, đây rồi. À, đúng rồi, đây. Đây rồi. Lâm tấn ạ. Ai rồi? Ủa, ôi giời, cái nhà chi. Ủa, tôi. Thế con này à? Ai rồi? Ô, đẹp chi luôn. Tôi đuổi nó đi. Mà đi không bắt đi. Đuổi, đang. Đuổi thế à? Khoan. Đầu chắc nó thường đang đấy đấy. Đang này á? Đuổi à? Đầu nó, đấy là đuổi nó đây này. Đuổi nó à? Đuổi ra đi. Đúng rồi. Đấy, đuổi ra nhà. Đuổi ra. 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 Đét luôn. Đâu, mang cái cuối. Ủa, đây này. Không. Ủa, mang vào con này luôn. Không lo luôn. Ôi ôi. Ôi xôi. Ôi xôi. Đi, bây giờ. Mày, con không lo. Mày chưa cắn vào trái con này. Tôi mở cái móc. Cắn vào trái con này, nguy hiểm lắm đấy. Mày là khu kia mà không dẫm vào nó đúng không? Bây giờ mày đừng có đi đấy nhá. Ôi. Giờ đừng có đi một mình mà đi vào cái khu này nhá. Ôi giời ơi. Trời ơi, chân mày còn này. Mẹ. Kiếp luôn con này à? Nhìn như gánh chúa vậy. Không ơi. Kinh không? Ôi giời. Chẳng nó giải thích. Chẳng cái thằng đó bạn nhá. Mẹ. Thần này thần độc nhá. Ây. Ui cái thằng này cơ nhỉ. Năm con này à? Ôi. Khu đã bị cắn ra. À ra, ô thế là tốt rồi, mày quá. Cái này đang độc đấy, nếu mà cắn à. Mày về đây. Đâu. Đấy là cho lấy túi này. Lấy túi cho túi. Úi xa khó. Đến từ kia mà xuống đây không anh? Ừ, túi đây, cho túi. Đây cho mình xuống đây, đây là kiếm mấy con nào. Đấy, không cho. Cắn này đang độc đấy. Con này à? Dễ lắm. Lần sau mà nhìn thấy con rắn này là phải tá ngay. To lây cơ mà. Chạy càng nhanh càng tốt. Đoạn này nó cắn cái nào nguy hiểm. Đó. Ủa mà. Rồi. Ôi xôi. Rêu. Về ở nhà mà trên này à? Vâng. À? Đi học cũng một mình này. Thôi đi về đấy. Về rừng tối nhá. Ừ. À. Mày quá là cô hôm nay à. Rồi về xuống đào lốt, đào lại nó cũng mạc kia. Rồi nhìn này. Cái đầu của nó này. Khủng khiếp chưa? Vậy. Hôm nay được 3 con này nào phải được hơn Yến rồi. Mà kia khả năng vẫn có. Ôi xồi. Hôm nay mẹ ăn đủ rồi. Là mẹ một tải đầy luôn. Hôm nay mẹ mới nhà mình mẹ. Chiến rồi, ăn đủ